Bé chó hoang rơi nước mắt khi được cảm nhận tình yêu thương. Oh, sit na baby. Thật ra các bé chó đi lang thang là những bé chó cần có tình yêu thương nhất trên đời này đó mọi người ạ. À, như em chó Hoàng đang được các bạn trẻ cho ăn một món bánh mì thơm phức này đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được ăn một món ngon đến như vậy, nên em chó không hề ăn một cách vội vã mà vô cùng nhẹ nhàng thưởng thức món ngon. Là một bé chó đi lang thang ở công viên từ bao giờ cũng không ai biết, nhưng em lại vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khi mọi người bảo em ngồi xuống, em liền ngồi xuống luôn và từ tốn nhận phần thưởng của mình. Đây chắc là lần đầu em cảm nhận được sự quan tâm đến từ mọi người, nên em ý xúc động lắm, mắt em đã sớm ngấn lệ luôn rồi. Nhìn cảnh này chắc chắn không ai có thể kìm lòng được rồi. Hy vọng em bé ngoan này sẽ sớm có được một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.